Xin chào các bạn, hôm nay với Gento xin chia sẻ các bạn cách chúng ta sử dụng lệnh Extreme trong AutoCAD để cắt một phần bản vẽ. Ví dụ cụ thể ở đây, tôi có một cái các cái hình như này và bây giờ tôi muốn cắt cắt một phần của cái hình này ra bằng ví dụ tôi muốn tôi vẽ một hình chữ nhật bo ở đây và tôi muốn cắt một phần, lấy một phần bản vẽ nằm bên trong cái hình chữ nhật này, thì các bạn có thể sử dụng lệnh Extreme. Các bạn làm như sau, các bạn đánh lệnh Extreme này, các bạn tìm lên Extreme này, đó, các bạn kích Extreme này. Sau đây nó sẽ yêu cầu ta là pick một đường polyline, đường line hoặc đường tròn, một cái đường khép kín để cắt. Chúng ta đây chúng ta sẽ kích hình nhật này, đó, kích vào đây và nó sẽ yêu cầu tiếp là chúng ta chọn cái mặt mà chúng ta muốn cắt. Chúng ta muốn cắt hết cái phần bên ngoài đi, giữ lại phần bên trong này, thì các bạn kích vào bên ngoài hình nhật này, các bạn pick thì ngay lập tức nó sẽ cắt cho chúng ta tất cả các đối tượng ở xung quanh cái viền của hình chữ nhật này, nó chỉ để lại cái các đối tượng ở bên trong hình chữ nhật này thôi. Ok, đây là cách để chúng ta cắt một phần của bản vẽ ra một cách nhanh chóng. Để nhận những bài tiếp theo, các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhé. Xin chào và gặp lại. Gizanto sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng. Có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Gizanto, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay, chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khóa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khóa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Gizanto so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Gizanto cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Gizanto, học thực tế, ứng dụng nhanh.